check từng mã vạch, mã code hay là từng lỗi sai của chai nước hoa. Đây là cái cách mà lâu nay cả chục năm luôn rồi mọi người đều áp dụng. Nhưng mà thực tế thì mỗi một năm á, hãng đều sẽ đổi bao bì hoặc là một chút về mẫu mã, cho nên thực tế thì cái cách này nó cũng không có đúng. Chào cả nhà yêu mùi hương của Missy Perfume và cả những bạn lần đầu gặp. Đây là kênh review của Missy, chuyên review và so sánh giới thiệu cho các bạn những dòng nước hoa tốt nhất, hợp với bạn nhất. Và quan trọng hơn đó chính là sẽ thường xuyên cập nhật những cái thông tin về nước hoa cho bạn. Vì thế để không bỏ lỡ bất kỳ video nào thì hãy subscribe ngay kênh YouTube của Missy nhé. Và bấm vào cái chuông bên cạnh. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có chị Hương, chủ thành lập của Missy, sẽ tham gia với chủ đề hôm nay. Và cái chủ đề này là cái chủ đề mà Vi đã suy nghĩ từ rất là lâu rồi. Bởi vì hồi đó giờ Missy rất là thường xuyên mua những cái chai giả về để so sánh, làm những cái video phân biệt thật giả cho mọi người. Nhưng mà sau đấy thì Vi đã nhận ra rằng những cái video giả đấy nó kiểu như là nếu như mà cái chai của mọi người mua mà nó khác cái chai giả mà mình mua ấy, thì thật ra là những cái điểm mình đưa ra nó cũng không hoàn toàn chính xác và sẽ có những cái khác để phân biệt. Thành ra là lúc sau Vi đã chuyển sang là làm những cái video mà chỉ ra những cái điểm quan trọng thôi, là ở trên bề mặt nó có những cái gì, chất thủy tinh ra sao ở trên một cái chai nước hoa chính hãng, thì để mình có thể dựa trên cái đó để mình mua được cái hàng chính hãng. Tuy nhiên thì nước hoa mà đứng khoảng 2-3 năm hoặc là 1-2 năm gì đó thì hãng vẫn sẽ đổi bao bì một chút. Vì thế cho nên chúng ta cũng không có dựa theo cái đó 100% được. Cho nên là cái video này thì Vi sẽ đưa ra một vài điểm, mặc dù nó có hơi chung chung nhưng nó sẽ là những cái điểm yếu tố quan trọng và chính xác mà mình có thể dựa trên đó để mình làm lâu dài. Vậy chị Hương, cái câu mà em hay nghe mọi người hỏi nhiều nhất đó, lúc mà em nghe mọi người kiểu như là mua nước hoa xong rồi về hỏi em là làm sao để mình biết cái chai nước hoa đó là hàng thiệt, hàng chính hãng, thì thường là chị sẽ trả lời như thế nào? Thường giống như Vi nói là cũng sẽ không có một cách nào mà cố định mà một chính xác 100% hết. Giống như bản thân Hương khi mà mình mua một cái chai nước hoa thì cái điều quan trọng nhất của Hương là cái mùi hương của nó như thế nào. Đó là cái điều mà Hương quan tâm nhất. Ví dụ mình có thể ra trung tâm thương mại, mình xem một cái mùi hương rồi khi mình mua một cái chai thì mình so sánh xem là cái độ chính nó gần giống hay không, nó có chính xác hay không. Nó kiểu như là nó gần giống khoảng 90-95% là Hương thấy ok. Tại vì lâu lâu hãng nó cũng sẽ có, mỗi lô nó sẽ có những cái tông mùi nó cũng sẽ khác nhau một tí xíu. Và quan trọng nhất nữa đó chính là Hương thấy cái cách mà Hương hay nhìn nha. Thứ nhất là khi Hương cầm một cái chai nước hoa, Hương sẽ xịt lên không trung để Hương coi cái vòi xịt nó có phải là một cái dạng phun sương mà nó đều hay không. Bên cạnh đó mình sẽ coi vào cái chai thủy tinh. Cái thủy tinh của cái nước hoa nó cũng sẽ cho mình biết được là cái chai đó có thật hay không. Bởi vì khi mình soi lên nè, thứ nhất là cái nước của nó rất là trong, cái độ thủy tinh của nó trong suốt. Và quan trọng nhất là mình coi từng cái logo, từng cái sự sắc nét, bởi vì hãng người ta làm rất là kỹ về cái phần này. Đôi khi ai cũng nghĩ rằng là cái chai nước hoa hàng giả với chai nước hoa hàng thật giống nhau, rất là giống nhau. Nhưng mà Hương nói thiệt là có đôi khi là giả và thật là thật. Nếu chúng ta quan sát một tí xíu thì chắc chắn chúng ta sẽ biết được cái điều đó. Nhưng mà em thì thấy là mọi người rất hay bị tâm lý, kiểu giống như là hơi hơi thấy một chút gì đó ở bên ngoài hoặc là ví dụ như là cái siêu nó lỏng nè, hoặc là thiếu một chút cái tem mát, thì mọi người lại thường là cho rằng nó là giả ngay. Mà thực tế cho dù là cái mùi hương nó giống nhưng mà mọi người rất là thường hay bị tâm lý nha. Thật sự là hãng người ta làm chuyên nghiệp lắm nên cái việc sai sót nó rất là hiếm, nhưng mà không phải là không có nha. Giống như vì sao mọi người vào trung tâm thương mại á, thì mình sẽ thấy là những cái chai nó không bao giờ có lỗi, là bởi vì những cái chai bị lỗi á, là đã trả về cho nơi sản xuất hết rồi. Nên là người ta phải lựa ra rất là kỹ. Thì giống như Hương khi mà Hương kinh doanh nước hoa cũng vậy, Hương sẽ gặp những cái trường hợp là bị lỗi luôn, nhưng mà sau đó Hương phải loại ra ngoài. Nhưng mà đôi khi nhiều khi mình không có phải kiểm tra hết 100%. Như hãng em sẽ thấy là họ sẽ kiểm tra 100%, rồi sau đó là họ sẽ khui ra, họ dán cái tem vỡ vào. Nên là họ sẽ test được cái đầu đó trước. Nhưng mà Hương từng có nhập những cái chai nước hoa về mà nó bị lỗi cái vòi xịt. Xịt tự nhiên nó bị cứng, nó không có ra. Thì cái việc đó là có. Và mới đây nhất là cái chai nước hoa của Lelebo, là em biết là cái chai nước hoa tươi đúng không? Thì chắc chắn nó sẽ có cái trường hợp là làm thủ công. Đó, khi mà làm thủ công như vậy thì Hương nhận một cái chai Another 13 nè. Tất cả bao bì ở ngoài đều giống nhau hết. Tự nhiên mở ra bên trong là nó dán cái tem của Santo. Thật sự là có như vậy. Bởi vì cái sự làm thủ công á, em biết không, cái kiểu làm thủ công là dán tất cả các thứ, nên cái việc mà có sai sót là cái chuyện có. Chứ không phải là không có. Trời giống ơi, như mọi người nghĩ đâu. Tới mức đó luôn. Đó, nên là Hương mới nói là nếu như mà mình nhận một cái chai nước hoa mà mình cảm thấy nó có bị sai sót gì đó, mình có thể báo với lại cái nơi mà họ bán, nhưng mà phải uy tín nha. Tại vì đôi khi cái sự sai sót nhỏ là có chứ không phải là không. Khi mà chị mua bất cứ một cái sản phẩm nào, đa phần chị cũng sẽ coi review và đánh giá của khách hàng.
Chính vì vậy mà mình có thể coi được cái chất lượng của khách hàng bằng cách là mình vào cái fanpage đó, mình coi nó có những cái hình ảnh hoạt động, có những cái feedback của khách hàng hay không, rồi cái cửa hàng đó họ có khách hay không. Giống như mình đi ăn một cái quán ăn vậy á, em thấy cái quán nào đông đúng không thì em sẽ vào, còn nếu mà cái quán vắng quá không có ai hết thì chắc chắn em cũng sẽ nghi ngờ. Thì đó là một trong những cái tiêu chí mà Hương nghĩ mình có thể để ý rất là dễ dàng. Đó vậy thì em nghĩ là tụi mình kiểu như là người ta mua ở cửa hàng đó, người ta đi ngang qua được thì nó khác, nhưng mà nếu mà người ta ở xa thì sao? Thì người ta có thể nhìn thấy những cái hình ảnh khách hàng thật nè, họ có thể chụp hình hoạt động của cái cửa hàng đó, họ bán cái gì, rồi khách hàng của họ ra sao, những cái feedback, những cái review, những cái đánh giá, thì đó chính là những cái rất là thật mà chị không thể làm giả được. Mà em thấy có một cái nữa là mình, các bạn cũng có thể lên Google Business, các bạn có thể search cái cửa hàng đó, tại vì nếu như mà các bạn ở xa mua online á, thì thường á là những cái bên mà người ta sẽ làm website, đặc biệt là Vy từng thấy là những cái bên mà bán hàng giả và từng sử dụng cái thương hiệu của Missy để làm hàng giả rất là nhiều. Và họ chủ yếu là họ sẽ tạo website, bởi vì website nó sẽ không có bị quét bất kỳ một cái thương hiệu nào hết, nó sẽ không bị ảnh hưởng gì cả, cho nên người ta hay tạo website và thậm chí là có để cửa hàng của Missy luôn, địa chỉ cửa hàng và số điện thoại luôn. Thành ra là các bạn sẽ rất là dễ dính, kiểu như là các bạn thấy cái tên thương hiệu như vậy, thấy hình ảnh như vậy, thấy có cửa hàng như vậy thì các bạn nghĩ là à, có cửa hàng thì là chắc chắn nó bán hàng thật, nhưng mà thực tế thì có khả năng là mượn. Cho nên nếu như mà các bạn vào một cái website thấy như vậy thì cách để kiểm tra là các bạn hãy lên Google search cái tên thương hiệu của đó để coi là thứ nhất nó có Google Business hay không, thứ hai nữa là cái địa chỉ chính xác ở chỗ mà nó đăng ký đó là của thương hiệu nào, kiểu như là của Messi thì chắc chắn là 25 năm kỳ khởi nghĩa. Ví dụ các bạn search như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái địa chỉ 25 năm kỳ khởi nghĩa. Mà nếu như mà có cái website nào khác, một cái thương hiệu nào khác cũng dùng cái tên địa chỉ đó nhưng mà không có đăng ký, không có đăng ký Google Business hoặc là Google Maps mà các bạn search không ra, thì cái đó là một cái vấn đề mà các bạn có thể check được độ giả. Nhưng mà quan trọng nhất là em có thể lên cái trang đó và trước khi mình mua mình nên gọi điện cho cái số hotline của chính cái công ty đó. Thì nó sẽ an toàn hơn. Đúng rồi, nhiều. Mình tốt nhất mình cứ check hết, nào là hotline, nào là check Google này, và tất cả những cái thông tin về fanpage các thứ, thì tất cả những cái đó nó có trùng khớp và nó có thống nhất với nhau hay không. Nếu như mà nó có thống nhất và nó trùng khớp thì lúc đó bạn mới nên tin cái chỗ đó. Còn một cái nữa đó chính là cái yếu thứ ba đó, em chỉ nghĩ là phải có cửa hàng cái đó. Nếu mà cái cửa hàng ví dụ bình thường mình có thể mua online thì cái cửa hàng nó phải có website, phải có fanpage và nó phải có Google Business là cái điều quan trọng. Nhưng bên cạnh đó thì mình để ý là tất cả những cái người mà bán hàng giả họ không có cửa hàng. Đúng rồi. Nhưng mà còn những người bán hàng thật đó thì chắc chắn họ phải có cửa hàng. Là bởi vì sao? Bởi vì người ta mở cửa hàng rồi không thể nào ta bán hàng giả. Bán đúng hàng rồi. Giả chắc khách hàng họ sẽ đến có cái địa chỉ, lỡ mà mua gì họ cũng phải chịu cái trách nhiệm. Đúng rồi, hầu hết là đây, cái này là có thiệt nha các bạn. Là một khi các bạn đã biết được là họ có cửa hàng kiểu như là ở gần nhà các bạn hay gì đó và có mở một cái tên thương hiệu đàng hoàng ra, thì các bạn có thể tin rằng chỗ đó bán hàng thật. Tại vì không ai đem cái mặt của mình ở ngoài ra để tiếp xúc mà bán hàng giả hết, cho nên các bạn có thể dựa vào đó và yên tâm. Tóm lại là chúng ta sẽ có 4 yếu tố. Một là độ lâu đời. Đúng rồi, độ lâu đời. Thứ hai là cái lượng khách hàng, những cái hoạt động của cái nơi thương hiệu đó, hình ảnh cái doanh nghiệp đó, đúng rồi, hình ảnh của khách hàng và những cái hoạt động khác của thương hiệu. Thứ ba chính là cái như hồi nãy chị Hương nói là cửa hàng, có cửa hàng. Nếu mà các bạn đến được cái cửa hàng đó tuyển mua các thứ thì các bạn có thể yên tâm. Thứ tư là các bạn nếu mà mua online thì các bạn có thể check những cái vấn đề về Google Maps, Google Business, rồi những cái như là fanpage giống như hồi nãy website. Chỉ website, những cái kênh Instagram, thậm chí là YouTube thì các bạn có thể check được rất là dễ dàng nha. Và Vy mong là những cái video này thì sẽ giúp cho các bạn tìm được những cái nơi uy tín để các bạn mua hơn, chứ không thể nào mà mình suốt ngày mình đi tìm những cái bên, những cái chai hình ảnh rồi cái này cái nọ để các bạn phân biệt là hàng nào là hàng thật, nào là hàng giả. Thành ra là những cái video này có khả năng là các bạn sẽ thấy hơi chung chung, nhưng mà nó sẽ giúp ích cho các bạn về lâu dài hơn rất nhiều. Và ngoài ra nếu các bạn có thắc mắc nào khác cũng có thể comment ở bên dưới, Missy sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn trong những tuần sau nhé.